Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình truyền hình hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Chư Sút, mở đầu là bản tin thời sự trong huyện, tiếp theo là chuyên mục giải đáp và tuyên truyền pháp luật, sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Chư Sút, mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Rút tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền cho cán bộ mặt trận cơ sở. Ủy ban nhân dân thị trấn Ente tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2016. Ủy ban nhân dân xã Đắc Rông phối hợp với Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí Phú Mỹ khánh thành công trình trường mẫu giáo Đắc Rông. Hoa viên thị trấn Ente sân chơi bổ ích cho mọi tầng lớp nhân dân. Phần cuối chương trình là phóng sự định hướng phát triển cây hồ tiêu bền vững ở xã Đắc Quyên. Sau đây là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Sút phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị tập huấn đổi mới công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại hội nghị các đại biểu đã được tuyên truyền phổ biến đề án tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền của mặt trận tổ quốc việt nam nhất là đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam các cấp trong tỉnh đắk nông nói chung và huyện chư rút nói riêng với những nội dung trọng tâm như kiện toàn đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo thông tin tuyên truyền của mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội phân công trực tiếp cán bộ thực hiện việc thu thập ý kiến nguyện vọng của nhân dân xác định nội dung thu thập tập hợp ý kiến nguyện vọng của nhân dân phù hợp với thực tiễn của địa phương vừa đảm bảo tính khách quan trung thực vừa đảm bảo tính chính xác kịp thời đáp ứng nhu cầu tâm tư nguyện vọng của nhân dân xây dựng chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền giữa ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp với các đoàn thể chính trị xã hội các cơ quan thông tin đại chúng nhằm có sự thống nhất và đồng bộ trong công tác tuyên truyền xây dựng mạng lưới báo cáo viên tuyên truyền viên thông qua những điển hình tiên tiến để làm công tác tuyên truyền đến địa bàn dân cư Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao vai trò nhiệm vụ của mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới, từ đó tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, mặt trận và nhân dân. Sáng ngày 7 tháng 1, Ủy ban nhân dân thị trấn E-Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đến sự hội nghị có đại diện Ban Chỉ huy Cơ quan Quân sự huyện, đồng chí Phùng Xuân Tuấn, Bí thư Đảng ủy Thị trấn E. Thị Linh, cùng đại diện các đơn vị tự vệ trên địa bàn thị trấn. Trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, quân sự huyện, thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn, các cấp các ngành, nên lực lượng vũ trang thị trấn E. Từ Linh kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, ổn định về tổ chức và số lượng, đạt chỉ tiêu đặt ra là 0,88% so với dân số. Công tác tuyển tròn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 được 84 công dân, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 525 công dân. Chủ động phối hợp với công an thị trấn, triển khai trong công tác đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thị trấn Etling đã phát huy được tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đồng thời triển khai kế hoạch triệt để sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể và các bon tổ dân phố nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận và đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2016. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục quán triệt thực hiện các chỉ thị nghị quyết của các cấp, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương, đồng thời xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Sáng ngày 6 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sút, Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rông phối hợp với Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí Phú Mỹ đã tổ chức lễ khánh thành và trao tặng công trình phòng học cho trường mẫu giáo xã Đắc Rông. Về dự có đồng chí Phan Lục Tốn, Phó Bí thư huyện ủy, đại diện chính quyền địa phương cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh trong trường. Công trình gồm 4 phòng học, diện tích 200 m2 với tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 2 tỷ đồng, nguồn vốn do tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí Phú Mỹ thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tài trợ. Các phòng học được xây dựng khép kín, gồm phòng vệ sinh riêng biệt, được trang bị đầy đủ tiện nghi, lớp học và thiết bị dạy học, đảm bảo chất lượng hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường. Tại buổi lễ, đại diện Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Phú Mỹ đã bày tỏ tin tưởng công trình sẽ giải quyết được những khó khăn do thiếu trường lớp, giúp nhà trường có thêm điều kiện cơ sở vật chất hiện đại để giúp các em học sinh vui chơi và học tập, từ đó từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Thực hiện thông tư số 190 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, Vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Chư Cần Nia đã tiến hành chi trả tiền mặt cho 172 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã. Theo đó, việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo được thực hiện một quý một lần và tính đến hết năm 2015, xã Châu Cường Niên đã chi trả số tiền trên 100 triệu đồng cho 172 hộ nghèo trên địa bàn xã. Được biết, từ năm 2014, chính phủ đã có chính sách hỗ trợ tiền điện cho những người có thu nhập thấp. Đến nay, chủ trương đó vẫn đang được chính quyền và các ngành chức năng xã Chư Cửa Nia triển khai và thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện tốt nhất để người nghèo trên địa bàn xã nhận được tiền hỗ trợ. Được biết, cấp ủy chính quyền các ngành chức năng cùng đội ngũ cán bộ ở các thôn trên địa bàn xã Chư Cửa Nia đã phối hợp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cho bà con đăng ký danh sách nhận tiền hỗ trợ giúp người dân nghèo trong xã được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của nhà nước. Là một trong những địa phương được huyện chọn làm xã điểm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Chư Cửa Nia đã phấn đấu đạt được 11 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 8 về bưu điện, từng bước đáp ứng nhu cầu về thông tin liên lạc của người dân địa phương. Theo đó, Bưu điện xã Chiêu Cửa Nia đã triển khai thành công điểm phục vụ bưu chính viễn thông với các dịch vụ gom bưu gửi, phát bưu gửi một lần một ngày làm việc, phát hành báo chí, đưa các sản phẩm báo chí đến tận các thôn trên địa bàn xã. Các dịch vụ chuyển phát nhanh về tiền gửi và bưu phẩm cũng được bưu điện thực hiện nhanh chóng bên cạnh đó bưu điện xã chư cờ nia còn có hệ thống máy vi tính truy cập internet miễn phí cùng với tủ sách miễn phí gồm các loại sách báo trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội văn hóa giải trí từ đó giúp người dân trong xã dễ dàng tiếp nhận thông tin phục vụ cho cuộc sống của người dân nhất là các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước các thông tin kinh tế văn hóa xã hội hỗ trợ cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân Tính đến nay, xã Trực Cửa Niên đã hoàn thành tiêu chí về bưu điện trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Câu lạc bộ phòng chống HIVS của thôn 4 xã Trúc Sơn được thành lập từ năm 2013 với 30 hội viên tham gia. Định kỳ 3 tháng sinh hoạt một lần, câu lạc bộ luôn duy trì hoạt động, tạo sân chơi cho chị em phụ nữ trong câu lạc bộ được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong việc phòng chống căn bệnh thế kỷ HIVS. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của hội cấp trên, câu lạc bộ phòng chống HIVS ở thôn 4 xã Trúc Sơn thường xuyên tuyên truyền vận động chị em trong câu lạc bộ hiểu biết về căn bệnh thế kỷ HIV và cách phòng tránh. Từ đó các chị em không những biết cách phòng tránh cho bản thân mà còn tuyên truyền đến người thân trong gia đình về cách phòng chống căn bệnh này. Ngoài ra, câu lạc bộ còn xây dựng quỹ tiến dụng tiết kiệm với số tiền trên 100 triệu đồng để giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay, có điều kiện phát triển kinh tế. Bên cạnh việc giúp nhau phát triển kinh tế, câu lạc bộ luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đến nay 100% số hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào hoạt động ở địa phương. Nhờ vậy mà câu lạc bộ phòng chống HIVS thôn 4 ngày càng thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Đến nay, câu lạc bộ đã kết nạp được 19 thành viên mới, nâng tổng số thành viên trong câu lạc bộ lên đến 49 thành viên và được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trúc Sơn đánh giá cao. Nhằm tận dụng nguồn nước tự nhiên sẵn có, bà con nông dân xã Tâm Thắng đã tiến hành gieo lúa nước vụ đông xuân sớm. Diện tích tập trung ở cánh đồng thôn 4 và buôn trùng. Đến thời điểm này, cây lúa nước trên địa bàn xã Tâm Thắng đang bước vào giai đoạn làm đồng, trổ bông. Tuy nhiên, theo bà con nông dân, thì đây là thời kỳ cây lúa rất mẫn cảm với các loại sâu bệnh hại, nhất là rầy nâu, đào ôn. Mùa khô năm nay đến sớm, nguồn nước tự nhiên đang dần cạn kiệt, tạo môi trường thuận lợi cho các loại sâu bệnh hại sinh trưởng và phát triển, gây hại cho cây lúa, làm giảm năng suất và chất lượng. Trước tình hình đó, nhằm đảm bảo thắng lợi vụ đông xuân 2015-2016, ngay từ đầu vụ, Ủy ban nhân dân xã Tâm Thắng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn kịp thời hỗ trợ nhân dân ứng phó với diễn biến thời tiết thất thường và dịch bệnh có nguy cơ bùng phát đồng thời hướng dẫn bà con nông dân thường xuyên thăm đồng theo dõi và phát hiện kịp thời sâu bệnh hại để phun thuốc phòng trừ chủ động trong công tác phòng chống sâu bệnh gây hại trên cây lúa nhằm đảm bảo năng suất và sản lượng Trong những năm qua, huyện Chư Rút đã tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa trong huyện. Theo đó, huyện Chư Rút đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội, hỗ trợ các dịch vụ cho đồng bào sản xuất, cải thiện môi trường, giải quyết tình hình di dân theo quyết định 135-168 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời để đồng bào yên tâm lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững, huyện Chư Sút đã rà soát các hộ dân tại các khu vực có nguy cơ bị lũ lụt, vùng phân tán không theo quy hoạch có đời sống khó khăn, vùng thiếu cơ sở vật chất, vùng ô nhiễm để bố trí tái định cư ở hai xã Đắc Rông và Đắc Nguyên. Từ các hoạt động này đã hỗ trợ và giải quyết kịp thời tình hình khó khăn của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn, tạo điều kiện cho họ sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây, khi Hoa viên thị trấn e thị Linh được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, nhưng chưa thực sự thu hút người dân đến với địa điểm này. Bởi chưa có người dọn vệ sinh, cây cối ở trong Hoa viên để ung tùm, hoang vu. Thế nhưng, từ đầu năm 2015 đến nay, Hoa viên thị trấn e thị Linh được nhà nước đầu tư mua sắm thêm các thiết bị tập thể dục thể hình ngoài trời, nên đã thu hút rất đông các em học sinh đến đây để vui chơi và tập thể dục vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối, phóng sự của phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh của chúng tôi ghi lại được cảnh các em học sinh của trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng đến Hoa viên thị trấn Edling để vui chơi, tập thể dục. Tại đây mỗi người một dụng cụ, các em có thể chơi theo nhóm như bập bênh, xích đu hoặc cũng có thể tập một mình ở các trò chơi như xe đạp, xà đơn, lắc hoặc cũng có bạn thì thích chơi đa bóng, cầu lông vân vân. Sau khi sân chơi ở Hoa viên Thị trấn Etling đi vào hoạt động, đã nhận được những phản hồi tích cực, nhất là từ các em học sinh. Trong khi vui chơi, chính các em lại sáng tạo ra những cách chơi và phát huy công dụng của thiết bị. Sân chơi ngoài trời này giúp mọi người dân, nhất là các em học sinh, có cơ hội để vận động, rèn luyện thể chất và phát huy môn thể thao mình yêu thích. Cháu chơi ở quảng trường, còn bữa nay thì cháu chơi ở Hoa Viên, tập luyện đá bóng, tập luyện nhiều sẽ giúp sức khỏe, khỏe mạnh hơn. Được biết, trước đây hoa viên thị trấn E Tử Linh xây dựng xong nhưng không thu hút người dân đến vui chơi giải trí, cây cối để mọc um tùm, không cắt tỉa, không dọn vệ sinh gây lãng phí. Trước tình hình đó, đầu năm 2015, Ủy ban Nhân dân thị trấn E Tờ Linh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư xây dựng thêm các loại dụng cụ tập thể dục thể hình ngoài trời, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Từ khi có sân bãi rộng, tập thể hình miễn phí, cộng với không gian thoáng đãng, mát mẻ, nên hoa viên thị trấn Etling ngày càng thu hút đông người dân đến đây để tập luyện thể dục, vui chơi, giải trí. Có thể nói, việc đầu tư các dụng cụ tập thể hình tại hoa viên thị trấn đã tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích cho trẻ em và mọi người dân trên địa bàn. Cháu cảm thấy là nơi đây có thể giúp chúng ta vui chơi, giải trí ở đây cháu có thể rèn à, luyện à, môn thể thao mà cháu yêu thích ạ. Vui chơi là một nhu cầu chính đáng của trẻ em. Vui chơi lành mạnh, bổ ích cũng quan trọng không kém gì việc học, giúp trẻ có cơ hội phát triển toàn diện. đã đến lúc việc tạo ra các sân chơi cho trẻ không chỉ dựa hết vào nhà nước mà cần phải được xã hội hóa và các cơ quan chức năng cần tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân đủ năng lực, tâm huyết, có điều kiện được đầu tư xây dựng những sân chơi lành mạnh bổ ích cho trẻ em. Cháu thấy sân chơi rất bổ ích và thoáng mát, rộng rãi, sạch sẽ, giúp cho các bạn có thể giải trí, vui chơi sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi. Cháu hay đến đây thường xuyên tập thể dục thể thao và tập chạy, tập chạy cho có sức khỏe những năm trước đây sân chơi cho trẻ em ở huyện chất rút rất ít không đáp ứng nhu cầu vui chơi cho trẻ tuy nhiên những năm gần đây ngoài việc huyện chất rút đầu tư xây dựng sân vận động hoa viên và quảng trường thu hút số lượng lớn người dân các em thanh thiếu niên đến đây để vui chơi luyện tập thì các địa phương cũng đã huy động tiềm năng nội lực theo hướng xã hội hóa trong việc đầu tư xây dựng các sân bóng đá mini bằng cỏ nhân tạo các thôn bon buôn tổ dân phố cũng tự huy động nhân dân làm sân bóng đá bóng truyền tạo nhiều sân chơi bổ ích lành mạnh cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện từ đó không những giúp các em phát huy năng khiếu thể dục thể thao mà còn hạn chế những tai nạn thương tích cho trẻ em và giảm dần các tệ nạn xã hội có phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện thưa quý vị và các bạn cây hồ tiêu tại khu vực tây nguyên trong những năm qua đã xuất hiện nhiều loại bệnh trong đó có bệnh chết nhanh đã làm cho không ít gia đình rơi vào cảnh lao đao nếu như không gặp rủi ro, người nông dân sẽ thu được hàng trăm triệu đồng nhờ trồng hồ tiêu. ở xã Đức Vinh xuất hiện nhiều gia đình không những thoát nghèo mà còn vươn lên nhờ trồng cây hồ tiêu. Tuy nhiên, hiện nay Ủy ban Nhân dân xã Đức Vinh đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân cân nhắc trước khi trồng hồ tiêu, đồng thời có định hướng trong tương lai để phát triển bền vững đối với loại cây trồng này được mệnh danh là người nặng lòng với cây hủ tiêu, nên khi phát hiện vườn hồ tiêu bị chết, gia đình anh Bản Thanh Minh ở thôn Đoàn Kết, xã Đắc Win đã bỏ công sức đi tìm hiểu nguyên nhân và quyết tâm phải giữ bằng được vườn hủ tiêu của gia đình. Nhiều năm lăn lội với cây hồ tiêu, nhưng gia đình anh vẫn chưa tìm ra hướng xử lý mầm bệnh cho loại cây trồng này. Theo anh Minh, cây hồ tiêu vẫn là loại cây trồng khó tính nhất, nên rất cần sự chăm sóc, theo dõi thường xuyên và đúng kỹ thuật. Nếu bị bệnh, chỉ vài ngày sau khi biểu hiện là cả trụ tiêu xanh tốt trở nên heo úa, rụng lá và chết sạch. Mặc dù năm nào cũng có diện tích hồ tiêu bị chết, nhưng hiện nay số diện tích cây trồng này vẫn tăng. Trong khi đó, nhiều hộ dân vẫn chưa nắm vững kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu. Nhà mình tiêu năm nay cắt xuống là nó bị điên, gọi là xoắn lá ấy, nhiều lắm là chưa có thuốc phun để hiệu quả, để hiệu quả. vậy thì anh có chỉ... mong muốn gì không có, có có nhưng mà mong muốn là nhà các nhà phải phân phối là cố gắng làm thế nào để mình tìm ra phương thuốc để đặc trị cho cây tiêu do cây hồ tiêu bị bệnh chết nhanh nên hiện nay nhiều hộ trồng hồ tiêu trên địa bàn huyện Chất Rút đang gặp không ít khó khăn và dần phá bỏ để trồng các loại cây trồng khác theo khuyên cáo của các ngành chuyên môn, bệnh chết nhanh trên cây hổ tiêu là do một trong những bệnh do nấm Phytophthora gây nên. Chúng có thể tồn tại trong đất, trong nước, trong tàn dư của cây bị bệnh. Hơn nữa ngoài cây hổ tiêu, chúng còn gây hại trên rất nhiều loại cây trồng khác. Từ đó làm cho nguồn bệnh tồn tại rất nhiều trong tự nhiên. Khi gặp điều kiện mưa kéo dài, trên vườn lại có nhiều tàn dư của cây tiêu đã bị bệnh, thì bệnh sẽ phát sinh, lây lan và gây hại rất mạnh. Thực tế khi trồng hồ tiêu, nếu không áp dụng những biện pháp phòng ngừa từ sớm, gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, bệnh có thể lây lan nhanh và hủy diệt cả vườn tiêu chỉ trong một thời gian ngắn. Có thể nói, lâu nay bà con nông dân thường sử dụng phân bón hóa học để bón cho cây hồ tiêu, gián tiếp làm cho loại cây này giảm sức đề kháng đối với bệnh hại. Để cây hồ tiêu phát triển bền vững thì người dân cần tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, nhất là nên tận dụng phân chuồng từ chăn nuôi để bón cho cây tiêu góp phần cung cấp chất dinh dưỡng, tăng khả năng giữ nước, giúp đất tơi xốp, đồng thời là môi trường tốt cho các loại vi sinh vật có ích phát triển, tham gia tích cực vào việc phòng trừ nhiều loại bệnh hại rễ cây hồ tiêu. Theo bà Lâm Thị Thuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Quyên, thì do giá tiêu hạt trên thị trường luôn ở mức cao và ổn định, nên những năm gần đây diện tích cây hồ tiêu trên địa bàn xã Đắc Quyên đã tăng đột biến. Theo thống kê, hiện trên địa bàn xã Đắc Quyên hiện có trên 300 ha hồ tiêu, tăng gần 100 ha so với năm 2014. Trước thực tế này, địa phương đã chỉ đạo cho các ngành chức năng tuyên truyền vận động người dân không nên ổ ạt à trồng hồ tiêu nhằm hạn chế rủi ro khi độc canh loại cây trồng này. Bên cạnh đó, đối với những diện tích đã nhiễm bệnh phải kịp thời khắc phục nhằm không để lây lan trên diện rộng thì về cái chế tài thì đối với lại người dân hiện nay chỉ mới có dừng lại ở cái bước là tuyên truyền thôi chứ thực ra áp dụng các cái chế tài để phần dụng áp dụng vào các cái hộ dân là cả một cái vấn đề đối với đại cấp địa phương cấp xã như xã đắc huy này chỉ là tăng cường khuyến cáo và tuyên truyền để người dân là, là họ nhận thức được cái quan trọng nhất là cái nhận thức của người dân nhận thức được về cái cái các cái chủng loại về cái cây trồng để áp dụng vào những cái chủng loại cây trồng đều có cái giá trị đều có giá trị tránh trường hợp là chỉ tập trung về một 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 loại giống cao là làm ảnh hưởng đến kinh tế của họ thì hiện nay địa phương mới chỉ là ở cái nước là tuyên truyền và khuyến cáo cho người dân như vậy thôi. Có thể nói, để cây hồ tiêu phát triển bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao, người dân không nên tự ý phát triển cây hồ tiêu ồ ạt sẽ gây nên nhiều hệ lụy tiêu cực mà cần biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình trồng, chăm sóc có như vậy mới có được những vụ mùa thắng lợi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình của đài truyền thanh truyền hình huyện Chư Sút đến đây xin tạm dừng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website đài truyền thanh chưa rút .đất nông .gov.vn hoặc radio .chưa rút .vn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau thân ái chào tạm biệt